xây nhà lầu, trồng nấm đông trùng hạ thảo, anh Đào Huy Cương ở tổ 6 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu thu hơn 10 tỷ đồng trên một năm. Anh được bình chọn là một trong 100 gương mặt nhà nông tiêu biểu xứng đáng nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Năm 2012, mày mò tìm thuốc chữa bệnh cho người thân trên mạng Internet, anh Cương tình cờ biết đến nấm đông trùng hạ thảo, loại thảo dược rất tốt cho người bị bệnh ung thư và các bệnh hiểm nghèo. Anh đã nảy ra ý định học nghề trồng nấm này. Nghĩ là làm, anh đã dành thời gian theo học kỹ thuật trồng nấm ở nhiều địa phương. Mình bắt đầu mình khởi nghiệp với cái đông trùng hạ thảo này thì thực sự là nhà mình có một ông anh rể, ông bị bệnh ung thư. Thế là mình mới bắt đầu mình mới nghiên cứu. Thì bắt đầu nghiên cứu đi học hỏi từ năm 2012 cơ. Thì mình chỉ, nếu mà ý cái tưởng khởi nghiệp thì nó mình chỉ biết là cái cây nấm đông trùng hạ thảo nó rất là tốt cho sức khỏe và nó tăng sức đề kháng. Để thấy nó mới quyết tâm đi học bằng được. Thì bắt đầu 2014 là bắt đầu là trồng được nhưng nó lên không đẹp. Đến 2015 thì bắt đầu cũng thuê một hai người, nhưng mà lúc đấy thì mình làm cái giấy an toàn thực phẩm thì nó chưa được, bán rất là chậm. Đấy là cái khó khăn bước đầu. Tuy nhiên khi trở về Lai Châu trồng thử nghiệm nấm đông trùng hạ thảo, anh Cương liên tiếp gặp thất bại. Một lần có người bạn ở tỉnh Vĩnh Phúc tiết lộ có một người Thái Lan giỏi trồng nấm đi du lịch ở Việt Nam, nên anh và một vài người bạn đã khăn gói học làm theo. Sau khi được thầy Thái Lan chuyển giao kỹ thuật, anh Cương tự tin áp dụng vào trồng nấm đông trùng hạ thảo và đã thành công. Lúc này, anh Cương mới tìm ra nguyên nhân khiến những lần trồng thử nghiệm nấm thất bại trước đây. Thì tất cả các nguyên liệu đầu vào ấy, bọn mình đều phải có nguồn gốc xuất xứ và hợp đồng rõ ràng về chất lượng. Về chẳng là như chẳng đông trùng hạ thảo này, mình trồng từ con sâu tằm này và con nhộng này. Thì cũng là các cơ sở đấy là đã có hợp đồng và họ cũng đã là những cái cơ sở đã có giấy phép an toàn thực phẩm, đấy là ưu tiên hàng đầu. Mà chốt nhất nếu mà để mà thành công thì vẫn là về cái vấn đề là mình về cái môi trường làm việc rồi mọi cái để cho nó sạch sẽ, để đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới có sự tồn tại ở cái đấy. Sau khi nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo, anh Cương lại gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Từ năm 2014 đến năm 2019, anh chỉ sản xuất cầm chừng, quy mô nhỏ. Tại vì làm đổ đi thì nhiều, thì hàng hóa thì cơ bản, ví dụ mà làm thì phải biếu tặng là nhiều để cho mọi người uống, để biết đến sản phẩm. Thời gian đấy, hai vấn đề an toàn thực phẩm, giấy tờ là mình không có. Nên nó rất là khó khăn. Đến năm 2020, sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo của gia đình anh Cương được cấp giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo do gia đình anh sản xuất dần được thị trường trong và ngoài tỉnh biết đến. Còn nói chung là những cái khó khăn thì bây giờ cũng là mình đã vượt qua rồi. Còn bây giờ hiện tại là mình có khoảng 4.000 mét nhà xưởng và tạo công an việc làm cho khoảng 73 bạn người đồng bào dân tộc ở Lai Châu này luôn. Thì cũng là nói chung là cũng là nỗ lực cố gắng. Ở đây thì cũng gần hơn một năm thì tôi cảm thấy công việc này nó khá là ổn định với tôi, là công việc nó cũng nhẹ nhàng, làm nó cũng rất là không quá khó khăn và lương thì theo mức tháng thì cảm thấy rất là ổn định. Từ một phòng nuôi chưa đầy 100 m², đến nay cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo của gia đình anh Cương có tổng cộng 6 phòng nuôi, trong đó có 5 phòng nuôi rộng từ 150 đến 200 m². Mỗi ngày cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo của gia đình anh Cương cho ra lò từ 2.500 đến 8.000 hộp nấm đông trùng hạ thảo tươi. Hiện cơ sở sản xuất nấm của gia đình anh Cương có 6 sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu công nhận sản phẩm OCOP, bao gồm đông trùng hạ thảo nguyên con khô, đông trùng hạ thảo bột hòa tan, đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên sợi, đông trùng hạ thảo ký chủ động khô và đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên đế. Sản phẩm này là bán chạy nhất.